Đấy, cũng rất là nhiều mà. Hai nhiệm kỳ nữa thì mới hết được. Qua đây đây. Hơi ngại ngại. Ôi giời ơi, nó nhiều vô kế luôn ạ. Chúng ta đất vừa tốt, thành tình. Hả? Chúng ta cũng không được. Đắp mà cá thùng là đắp tốt. Ôi giời, đi sang con lại con rất. Em mười cái rượu đi đắp. Hả? Đang đào yun. Để anh em cầm theo rượu hả? Mang nó đi cùng được rồi mình. Ghế qua cầm cái rượu theo để mình tiện mình ví dụ mình chặt mình lấy đi. Tiện mà làm chứ. Rượu mình không có mà. Con dao ở nấu ăn đi ra mà bị ra nó ăn chứ sao. Mấy đứa đang đợi đấy. Đợi đâu? Đợi chỗ đoạn đang đi này. Xin chào em nha. Hôm nay phòng chống dịch xuống ao để câu cá nha em nha. Mọi người cùng xem nha. Lắm đấy. Đi nhá. Đi. Con này nó cắn luôn. Cắn đi. Lên bên đi. Phòng lên.
toàn quá đã tao tao cho nó một cái nghe chưa tao nói cái vị nó tao như có vị nếm nó ngã nào nè tại bụi cứ yên tại đó cứ yên thì bảo có trống anh trống rồi thứ ba con bỏ ai ấy đây đây nè này bán này thái bán đi đất lòi nè cái này tưới vô tư đây đây cái này là cá đầu tiên nhá anh em nhá con đầu tiên nhá giơ lên nào giơ lên nào sản phẩm của anh Khê phao lên tên nữa đi này Khê được rồi mấy gì còn lên nửa ký đây không được đấy tốt đấy hàng ký hàng ký hàng đấy bắt đầu là có đúng rồi mà nói là lực rồi đấy rồi Khê đi cho đấy thường vậy núi ớt là cái sâu nhưng mà đấy chẳng quá mà làm gì được khi gà đi ấy, không có gà này. Ở lại, ôn lại. Thêm thằng một tài. Mèo mà đây. Nào, nào, đang ra đây nè. Mày im thôi, nhậm lôi cho cái đàn nhân. Nói nhiều quá cá, nó bàn tán, nó kêu với ông đây đang câu mình. Đây, đây, xem cái con nãy mắt mũi nó có bình thường không? Cần con nó cộng hơn khoa, nó bị lát á. Áo to hả? Vô tư tưới. Úp cái gì nữa đi. Để ăn cơm nào. Để mà tưới thì theo hồ. Biết chừng một hồ nào được. Này trong mấy nhà nhá. Gom góp lại. Ít ra phải được một cặp mới nói chuyện rồi chứ còn một con thì làm sao? Nói sớm là chúng hết cần này không còn cần nữa không bóng cây mày đâu hết rồi đi con trước mà con trước không có cần đấy cột cho cái đấy cũng được đúng rồi cột cái đấy cũng được đâu cứ đâu còn ai tao câu thôi tao câu cá giỏi lắm đó chưa thiệt á ở dưới quê hồi mấy con trong nó to to chứ
Người quá. Có con dài. Rồi, được rồi. Cái cần cần sáng chế sao nhìn cái cần nhìn hôm em vậy cần sáng tạo nhất vậy mới mua về. Chưa, em cột cái kia cho để cho nó sâu mà. Nó có cái cục tùy à, nó chìm nó. Để nó chìm. Mát chưa, chưa nắng. Bồi, bọc nè, nhỡ bọc đó lên nè. Hả? Như chèn bên... Chèn vừa bên... Có lá rồi. Có mồi nó ăn đâu. Để nuôi cá ăn lá rồi, cho ăn luôn. Lạ mồi nó ăn. Cá tự nhiên cũng ăn luôn rồi. Ừ. Sớm quá ăn cho đói. Thôi. Ra được xong rồi. Ê, kìa kìa. Ôi. Nhúng vô, nhúng vô. Quay đã. Có như thế này, cái lọt nó bị đốt lên khoa như thế này, nó bị chọc không? Đi, 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 lại, chọt, chọt lại, chọt lại. Bị ô nhiễm, nhòm này. Tỉnh như thế này, như thế này. Đi, chọt lại hẳn lên, rồi. Chọt lắp nó như thế này. Ừ, cả đàn luôn kìa. Mm-hmm.
có bầu à thằng ôi nhưng mà đây ba bò bò qua sông mô qua sông rác cũng phải tắt bụi cá cá người có lại đây về về đây về làm gọn đi về đây này có xong này đây đây nha cọc cọc cái bố này rồi đủ đây bớt như lôi xuống đây vâng chị vừa tráng miệng muốn tráng miệng buổi trưa con bùi một con nữa nha em nhá. Cái gì mày khỏe móc lên xe trở về khỏe về để làm cánh chua ăn một ký con một ký tôi về đây em con thất bại một con đó nha em nha một buổi một con đó nha bảo định lấy tiền nó không phong không được thất bại hết là tối 5 giờ 4 giờ câu được đi về anh ơi ngày mai được ngày mai ông đi ngay rồi biết về anh quay em tí xong trận này thất bại rồi.